Xin kính chào quý khán giả, đây là bản tin Việt Nam tối ngày 4 tháng 5 năm 2017. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, thêm một vụ việc công dân chết khi bị cơ quan công an giam giữ và lý do mà lực lượng chức năng đưa ra là nạn nhân tự tử chết. Tin nhận được cho biết người chết là công dân Nguyễn Hữu Tuấn, 38 tuổi, ngụ tại phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ông bị lực lượng chức năng chừng 200 người thuộc công an thị xã Bình Minh và công an tỉnh Vĩnh Long đến khám xét nhà và bắt đi vào chiều ngày 2 tháng 5. Lý do được cơ quan chức năng nói vì nghi ông Nguyễn Hữu Tấn có hành vi phát tán tài liệu chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam. Vào 11 giờ trưa ngày 3 tháng 5, gia đình ông Nguyễn Hữu Tấn đến công an tỉnh Vĩnh Long hỏi thăm tin tức người thân và được công an báo là ông Nguyễn Hữu Tấn đã cắt cổ tự sát chết rồi. Đến 6 giờ chiều ngày 3 tháng 5, công an chở xác ông Nguyễn Hữu Tấn về giao cho gia đình. Ông Nguyễn Hữu Quân, thân phụ của anh Nguyễn Hữu Tấn, vào khuya ngày 3 tháng 5 nói với Đại Á Châu Tự Do rằng bản thân ông không tin con trai ông cắt cổ tự vẫn với lập luận sau. Khoảng 11 giờ trưa, ngày hôm sau, trước sau có một bữa một, thì báo là con tôi cắt cổ tự vẫn, nhưng mà cắt cổ vì cái đầu ngót lũng một lỗ rồi cắt cổ gì mà con tôi đâu có cắt hết trơn luôn cũng hỏng cắt vòng vòng hết trơn chỉ còn ở phía sau đó, đúng không? nếu mà nó tự dẫn thì đâu có lũng lỗ đầu rồi lại còn cắt ngã trơn lìa luôn cũng hỏng hở ra Dôm lên thấy là hở ra chừng khoảng năm sáu phân còn máu một dũng như nằm dưới gạch đó mà máu văng tung té hết trơn tôi thấy tôi xỉu luôn cô cái này tôi nhờ chính quyền ở đây phải làm rõ vụ này nếu không tôi không có đồng ý trong khi đó, mạng báo Zing VN vào ngày 4 tháng 5 trích lời đại tá Phạm Văn Ngân, phó giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long, rằng ông Nguyễn Hữu Tấn đã dùng dao rọc giấy để tự sát trong trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Long. Dao rọc giấy này được nói nằm trong cặp riêng của cán bộ điều tra và ông Tấn lấy khi người cán bộ này ra ngoài để lấy nước uống cho ông Tấn theo yêu cầu. Đại tá Phạm Văn Ngân nói vụ việc có camera ghi lại, tuy nhiên, giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long cũng chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, ông Nguyễn Hữu Tấn chết đi để lại một vợ và một con trai. Gia đình ông là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, còn người cha Nguyễn Hữu Quân là cư sĩ tu học theo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trước khi qua đời, ông Nguyễn Hữu Tấn mưu sinh bằng nghề bán các món ăn chay. Thưa quý vị, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệu tập chủ tài khoản Facebook Phan Hùng lên trụ sở công an quận 2. Chủ tài khoản này tên thật là Phan Sơn Hùng, 33 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp. Ngày 2 tháng 5, anh này phát tán video một nhóm người đánh đập chị Lê Mỹ Hạnh và hai người bạn tại một căn nhà trên đường Trần Não, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Báo Người Lao Động cho biết là Phan Sơn Hùng đã thừa nhận đã cùng một nhóm thanh niên xông vào căn nhà nói trên đánh ba người phụ nữ, quay video và tung lên mạng. Nhưng Hùng chỉ thừa nhận là người quay video chứ không đánh người. Người phát ngôn của Công an thành phố Hồ Chí Minh nói với báo chí rằng Vụ đánh đập này có thể là do mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, người theo dõi video do Phan Sơn Hùng tung lên nghe rõ một giọng nam nói những người phụ nữ bị đánh là phản động, một từ hay được các cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản gán cho những người bất đồng chính kiến. Công an nói rằng hiện đang tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc. Nạn nhân của vụ đánh đập này là chị Lê Mỹ Hạnh, ngủ ở Hà Nội. Chị Hạnh là một người hoạt động xã hội bảo vệ môi trường và dân chủ hóa Việt Nam. Cách đây không lâu, chỉ bị một nhóm côn đồ hành hung tại Hà Nội, ngày 2 tháng 5, chỉ cùng hai người bạn vừa đến nhà trên đường Trần Não, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, thì bị nhóm người của Phan Sơn Hùng xông vào, xịt hơi cay và đánh đập. Video mà Phan Hùng tung lên mạng được đến 1,8 triệu lượt người xem với nhiều bình luận giận dữ. Thưa quý vị, hàng trăm người dân ở thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào sáng ngày 4 tháng 5 lái xe ô tô đi chậm qua trạm thu phí cầu Rác và trả tiền mệnh giá nhỏ để phản đối việc thu phí nơi đây. Đây là trạm thu phí cho tuyến đường BOT được xây để tránh đi qua thành phố Hà Tĩnh mà những người sử dụng ô tô nói họ không chạy qua nhưng vẫn phải đóng phí là một sự bắt buộc vô lý. Tình nói có gần 50 xe tải cũng như ô tô con có dáng biểu ngữ với đại ý nói người dân kỳ anh phản đối việc trả phí không đi đường bot này hoạt động phản đối gây ách tắc giao thông theo lời một tài xế taxi được báo chí trích dẫn lại chi phí cả đi cả về tính theo đường bot này là 70.000 đồng và là một thiệt thòi cho người lái cũng như khách đi xe không đi qua tuyến đường đó trước phản ứng của người dân địa phương vào cuối tháng tư vừa qua bộ giao thông vận tải có văn bản đề nghị giảm 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với người có hộ khẩu tại huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vừa ký quyết định thành lập 8 đoàn kiểm tra, giám sát các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đối với 20 ban thường vụ tỉnh ủy. Tin tức vào ngày 3 tháng 5 cho biết, ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các đoàn công tác này trong quá trình giám sát, truy tố những vụ án nghiêm trọng, cần chỉ ra những khó khăn, vướng mắt và nguyên nhân để tìm ra những giải pháp hiệu quả. Ngoài ra, người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam cũng đề nghị giám sát phải có trọng tâm, tránh trường hợp nan giải và lãng phí, và giao cho Ban Nội chính Trung ương tổng hợp kết quả để báo cáo Ban chỉ đạo trước ngày 30 tháng 10 năm 2017. Tin cho biết thêm, việc giám sát nhằm nắm bắt tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo và kết quả xử lý các vụ tham nhũng, góp phần nhận diện và xử lý các biểu hiện suy thoái. Xin được nhắc lại, năm ngoái Việt Nam công khai nhiều vụ án kinh tế nghiêm trọng, trong đó có 12 dự án hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước bị thua lỗ. Đồng thời, nhiều nhân vật cấu kết tham nhũng gây thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đồng của nhà nước, trong đó có nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thanh, hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài và đang bị truy nã. Hiện một ủy viên Bộ Chính trị là ông Đinh La Thang cũng đang bị đề nghị kỷ luật. Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối và bác bỏ lệnh đơn phương cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên Biển Đông. Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp thường kỳ vào chiều ngày 4 tháng 5, phát ngôn nhân Lê Thị Thu Hằng của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng lệnh cấm mà Trung Quốc ban hành xâm phạm chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa và các vùng biển được xác định của Việt Nam. Theo bà Lê Thị Thu Hằng, hành động đó vi phạm luật quốc tế và các công ước về luật biển vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông, DOC, không có lợi cho quan hệ hai nước và hòa bình ổn định ở khu vực. Đồng thời, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam tái khẳng định căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và các vùng biển của Việt Nam đã được xác định. Xin được nhắc lại lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực Biển Đông do phía Trung Quốc đưa ra bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5, đến hết ngày 16 tháng 8 từ 12 độ vĩ Bắc đến khu vực biển giao giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông. Lệnh cấm được đưa ra là áp dụng với cả người dân Trung Quốc và nước ngoài. Kính chào quý khán thính giả đến với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Với lượng người tiếp cận công cụ mạng xã hội ngày càng tăng, Đài Á Châu Tự Do thực hiện chương trình truyền hình mạng phát trực tiếp và lưu lại trên Facebook, YouTube, với mục đích giúp quý vị bắt kịp tất cả những diễn biến đáng chú ý tại Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật của Đài Á Châu Tự Do sẽ làm quý khách thính giả hài lòng về mọi mặt. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình mạng 15 phút mỗi ngày của RFA được phát hình trực tiếp lúc 8 giờ 15 phút sáng mỗi ngày từ thứ ba tới thứ bảy và chương trình tổng hợp tin tức thời sự 30 phút lúc 10 giờ tối mỗi thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên Facebook và YouTube cũng như trên trang chủ RFA tiếng Việt. Vừa rồi là bản tin tối ngày 4 tháng 5 năm 2017. Trân Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, xin quý vị gửi email về cho chúng tôi qua địa chỉ viettvavongoaf.org. Trân Như xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Kính mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký theo dõi ngay bên cạnh để nhận được cập nhật về tất cả các bản tin và phóng sự tại kênh youtube của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài ra quý vị cũng có thể theo dõi các video của chúng tôi trên các phương tiện mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter xin cảm ơn và hẹn gặp lại